Kinh Lăng Nghiêm, đại biểu của chánh pháp. Tất cả kinh điển trong Phật giáo đều rất quan trọng, nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Ở đâu có Kinh Lăng Nghiêm, ở đó có chánh pháp trụ thế. Kinh Lăng Nghiêm không còn, thời mạt pháp liền hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm là chân thân Phật, Kinh Lăng Nghiêm là xá lợi Phật, Kinh Lăng Nghiêm là tháp thờ Phật. Do đó, tất cả tín đồ Phật giáo cần phải đem hết sức lực, khả năng của mình để ủng hộ, giữ gìn bộ Kinh Lăng Nghiêm này. Kinh Pháp Diệt Tận nói, thời mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dần dần diệt sau. Nếu Kinh Lăng Nghiêm không bị diệt, thì chánh pháp sẽ hiện tiền. Vì thế, chúng ta là Phật tử, cần phải dùng sanh mạng của chính mình để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, đem hết sức lực và khả năng của mình ra để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, lập hạnh nguyện hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, khiến cho Kinh Lăng Nghiêm vĩnh viễn trụ thế, phát dương rộng lớn, lưu thông trong từng mỗi hạt vi trần, lưu thông cho đến mọi nơi trên thế giới, tận hư không biến pháp giới. Được như vậy, hào quang của chánh pháp sẽ soi sáng khắp nơi. Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước? Vì kinh này giảng đạo lý rất chân thực, thiên ma ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Đầu tiên, chúng tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là cách nói hàm hồ, xuyên tạc của ngoại đạo, dùng những thủ đoạn xấu xa, cố ý phá hoại chân kinh. Nội dung của Kinh Lăng Nghiêm là thuyết minh 4 điều thanh tịnh minh hối, 50 cảnh giới ấm ma và lời thuật lại của 25 bậc thánh về sự tu hành viên thông của mình. Toàn thể bộ kinh có thể ví như tấm kính chiếu yêu, khiến cho yêu ma quỷ quái, bàn môn ngoại đạo đều phải hiện nguyên hình, không chỗ ẩn núp. Cho nên, chúng ta không nên tin tưởng vào những lời xuyên tạc, đồn đãi rằng Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh. Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và giáo đồ ngu xuẩn, không nhận thức được Phật giáo, không hiểu rõ Phật học mà dám đặt điều nói càn, ngông cuồng chỉ trích lời dạy của bậc thánh nhân. Vì người vô tri vô thức này, vì không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, nghe người ta nói sao thì nói hù theo như vậy, chỉ biết vẽ đường cho giặc chạy, cổ võ người khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật thuyết. Người học Phật Pháp không những cần phải hiểu rõ sâu sắc các đạo lý hàm chứa trong Kinh Lăng Nghiêm để làm cho chánh pháp được trụ thế lâu dài và tà pháp phải vĩnh viễn biệt tâm, mà còn phải đề xướng Kinh Lăng Nghiêm. Khắp chốn đều xiển dương Kinh Lăng Nghiêm, khắp nơi đều giảng thuyết Kinh Lăng Nghiêm và khắp mọi chỗ đều hộ trì Kinh Lăng Nghiêm. Người tín đồ Phật giáo cần phải tận tâm, tận lực đối với trách nhiệm này. Hôm nay, tôi bảo đảm với quý vị một điều, bảo đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là chân kinh. Nếu Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh, thì tôi nguyện đọa địa ngục vì mình đã không nhận thức được Phật giáo, lấy giả làm chân, cho nên cam tâm tình nguyện nhận chịu quả báo. Chính vì Kinh Lăng Nghiêm là chân kinh, cho nên tôi mới phát nguyện đời đời kiếp kiếp hoằng dương đại pháp Lăng Nghiêm, tuyên giảng chân lý Lăng Nghiêm. Quý vị hãy thử nghĩ, Kinh Lăng Nghiêm nếu không phải do Phật tuyên thuyết, thì ai mà có thể thuyết ra diệu pháp chân chánh như vậy? Tôi cầu mong những người phê bình Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm. Nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Tôi cầu nguyện cho những người tụng niệm Kinh Lăng Nghiêm, người giảng Kinh Lăng Nghiêm, người tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, người lưu thông Kinh Lăng Nghiêm, tất cả đều được sớm thành Phật đạo. Nguyên nhân quan trọng là đạo lý mà Kinh Lăng Nghiêm thuyết giảng thì vừa chính xác,
lại vừa hợp lý, có thể khiến cho yêu ma quỷ quái và bàn môn tả đạo không chỗ ẩn mình, đồng thời có thể làm cho người Phật tử có được lòng tin chân chánh, giữ gìn chánh niệm, kiên trì ủng hộ chánh pháp. Ha ha ha,